tấm trắng khác thì mọi người chỉ tắm một lần thôi, nhưng có tất chất tẩy trong đó, cái gì biết không, nó tẩy mà trắng ảo thôi. Còn đi đến sản phẩm này ta tắm hàng ngày, tắm 3-4 lần dùm cho em cũng được, như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại dùm cho em. Trời đất ơi, đây là than hoạt tính, than hoạt tính như vậy nha, nó rất là đen, và những chất than này nó từ ở nước ngoài nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chứ mọi người yên tâm dùm cho em, làn da mình sẽ trắng lên, mịn màng lên và sáng lên nha mọi người. Mọi người ơi, em đang dọn dẹp nhà nhưng mà tranh thủ giờ dọn dẹp cho em tấm trắng. Mọi người biết không, tấm trắng ngày hôm nay tấm trắng AEE thật kinh đúng vậy. Cái tấm trắng mà nó trắng ơi là trắng, trắng mà nổ ngại ngọc trinh mấy má, để trắng làn da mình lên, để đẹp lên, để mịn màng lên, để xinh hơn, để tươi hơn. Rồi nhanh tay lại chân mua, cứ để số điện thoại dùm cho em cái gì nha. Đây em chị cái gì coi nè quý vị. Quý vị hãy nhìn đi, làn da em xòe ra như hoa vàng năm cánh, nghĩa là khi chúng ta sử dụng xong thì làn da chúng ta rất là trắng. Cái này một dạng tắm trắng khô cũng được mà tắm trắng ướt cũng được cho gì nha. Nếu ai mà có thời gian thì ta tắm trắng khô dùm cho em, mình xức lên một cái lớp cực kỳ khô, sau cái mình kỳ ra thì lập tức sẽ ra sạch sẽ như gì nha. Da ai mà đen thì nên sử dụng cho em, trắng lắm quý vị ơi, xài là mê liền. Trời ơi nè quý vị, tắm đi quý vị, tắm là mê liền nha quý vị nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Da ai mà đen cỡ nào cũng sử dụng được, da ai mà ta sần sùi là nên sử dụng dùm cho em. Một bộ là 1.470.000 mua một bộ dùm cho em. Trời ơi nè nó gì ơi, nó trắng hồng như vậy nha, mình tắm ra nó siêu trắng cho mọi người luôn. Đây là cái loại tắm trắng thần kỳ, đây là cái than hoạt tính như vậy nha, nó trắng hồng cho mọi người luôn. Than hoạt tính tắm trắng AE Skin là chuyên giữ dòng tắm trắng. Chị em nào đen quá thì nên sử dụng giùm cho em, để làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng nha chị nha. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, quý vị thấy không? 7 nổi 3 chìm dưới nước non, rắn nát mặt dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son on. Đây cực kỳ đẹp luôn. Khi mình xài mặt cái này là không có xài mặt, nhưng mà em xài mặt quý vị coi để quý vị thấy được chất lượng của nó, để quý vị thấy nó an toàn như thế nào, và đặc biệt là không chăm chích, không gây ngứa như gì nha. Làn da em như cái bức tượng mà bị tróc quý vị, để mình tróc mình làm mình gỡ ra thì lập tức những cái mà nó bị dơ quý vị nào, quý vị thấy không? Trời ơi là da mình mịn lên liền quý vị, là da mình trắng mịn lên nhau gì nha. Cái này là không có xài mặt, nhưng mà em xài mặt cho gì coi, để cho gì coi cái tác dụng của nó, cho gì coi được cái sự an toàn của nó như gì nha. Cực kỳ trắng mà em cũng hay xài mặt lắm, tuần em xài 2-3 lần, em đánh kem cực kỳ ăn và da mặt em cực kỳ đẹp như vậy nha. Dạ đây là sản phẩm một chai là 490.000, mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Mình lột ra thì những cái lớp sần lớp dơ cái này nó sẽ ra hết, và đặc biệt là da chị em nào nám mụn tàn nhang thì nên sử dụng giùm chị em, không bị ăn nắng, không bị ăn ơi giống gì nha. Đây thì thấy không, cực kỳ đẹp và cực kỳ ok. Chỉ cần làm một lớp mỏng như thế này là da chúng ta sẽ cực kỳ mịn màng và cực kỳ trắng luôn. Nhanh tay lẹ chân mặt em, không mắc cúp mắc ơ nha quý vị nha, không mắc cúp mắc ơ. Mà gì không, nó rất là trắng, là mịn màng. Khi chúng ta xoa thì chúng ta xoa một lớp mỏng giùm cho em và để nó khô lại, quý vị kỳ ra giùm cho em thì có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ đẹp luôn. Thì mọi người ơi, hãy tìm đến AE Skin đó, cho sản phẩm tắm một lần, tắm hàng ngày. Nhanh tay lẹ chân đi mọi người. Dạ đây là sản phẩm tắm trắng từ Hàn Quốc, có giấy kiểm định và tờ kiểm nghiệm hết rồi, cho nên cả nhà mình an tâm nha. Đây là sản phẩm siêu trắng, cả nhà mình muốn trắng chỗ nào xuất lên chỗ đó giùm em, để khoảng 15 đến 20 phút nha. Sau đó đi tắm lại bằng nước sạch giùm em nha cả nhà. Là bật tông rõ rệt luôn nha mấy chị nha. Da là trắng mịn nha cả nhà ơi, không hề bị khô nha mấy chị nha. Tắm không bị vàng lông. Màu ngư ơ, xoa chum màu ngư ơ. Dạ ai mà mua hàng cứ để số điện thoại dùm cho em, thì một chai là 490.000 thôi, không trắng thì mình em hoàn trả được tiền cho gì luôn. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Nhanh to lẹ chân dùm cho em nha màu ngư ơi. Nè cái gì coi nè, gì nó tróc ra, cái gì nó tróc ra là da chúng ta sẽ trắng lên, mỡn lên, gì thấy không? Xài là mê liệu gì, 490.000 thôi mà chúng ta một làn da cực kỳ sáng và cực kỳ rắn luôn. Còn chần chừ nữa hãy đến với em đêm này. Nói phải khen chứ trời ơi, trời ơi, con ai mà đẻ ra cái body đẹp quá. Ví dụ mẹ em nhà, mẹ em coi lên chim của em nó trời đất ơi, trời ơi sao tôi đẻ thằng con mà body tôi đẹp quá. Mẹ em nói kiểu vậy, rồi mẹ em điện cho em, mẹ nói mẹ nói như vậy nha, chứ mẹ không phải mẹ bịa ra, mẹ nói vậy. Cái này mình làm trên mặt cũng không sao gì nha, nhiều người nhiều sản phẩm khác không dám sử dụng trên mặt, nhưng mà cái này em sử dụng trên mặt cho gì coi, để cho gì coi được độ an toàn của nó như gì nha. Này quý vị biết không, em tập tạ, em ráng tập tạ để em like sản phẩm này thôi đó vậy. Bởi sao em nhanh tay lẹ chân để số điện thoại dùm cho em, thì mình em Salo cũng giờ tư vấn cho vậy. Còn chân trời nữa, hãy đến với em đêm này, hãy hát khúc ca cho đời mê say cho hồng đó, lấy cho anh tắm luôn. Ở đây là có chai tắm một lần và chai tắm hàng ngày, những gì nha, hàng ngày cũng có và một lần cũng có luôn. Quý vị thấy không, trời ơi mê liền. Cuộc đời này ai trắng bằng em quý vị. Thì mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái sữa tắm trắng hàng ngày. Đây, sữa tắm trắng hàng ngày này cũng cực kỳ ok, nó sẽ duy trì cái loại da của mình, nó sẽ duy trì cái làn da của mình. Quý vị thấy không, trưa mà cái màn hình của em, quý vị thấy không, trời nó đẹp lắm quý vị ơi, nó đẹp lắm quý vị ơi. Đây là cái tinh chất màu hồng như thế này, một cái màu hồng rất là bd, một cái màu hồng rất là bd.
đối với ai da bình thường là người ta sử dụng cái bông tắm mà bình thường thôi, còn đối với da của em là do bị nghiệp quá em sẽ tắm bằng cái này theo chị nha. Anh chị em là mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em, cứ để số điện thoại giùm cho em đi mọi người. Mọi người ơi, thơm lắm chị ơi, mình tắm là mình nhớ chờ anh chị em nha, mình vừa tập sử dụng luôn. Cô thầy em bay thể dục tôi xong nó một hai ba bốn trò 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 tay nó câu lên trời à. Trời ơi, người lắm quý vị ơi. Quý vị nhìn em có giống hot boy không vậy? Trời ơi, mấy thằng hot boy nhìn em nó sợ luôn quý vị. Là rất là trắng nha, anh chị em là mua hàng cứ để số điện thoại cho em. Cực kỳ thơm luôn, sướng lắm quý chị ơi. Tầm mình tắm vô là cái da của mình nó sạch lắm mấy chị, mà cái trắng mịn nữa nha. Xài rất là thích luôn nha cả nhà. 490 kìa một chai, nam nữ để sử dụng được hết nha cả nhà ơi. Trời ơi, trời ơi, nó rất là sạch thơm cái gì. Nhiều khi em tắm xong vợ mới đè đầu em hoài thì em quyến rũ á gì. Em quyến rũ nó gì đây. Và khi mình sức lên thì đây là cái kem body, kem body cho chị nha. Thì nó có hai loại, cho là body cream, body sun, body sun sun quay đó. Có nghĩa là body ban ngày. Body ban ngày là có chất chống nắng trong đó. Thực sự nếu mà ai mà không ra nắng thì mua một chai thôi. Còn ai mà hay ra nắng thì mua hai chai, chai ban đêm và chai ban ngày, hiểu gì nha. Và mình dưỡng lên làn da cho em. Và điều đặc biệt là cái này nó rất là trong, nó rất là trong khe. Nó trong khe chứ không phải như cái loại khác mà nó trắng trắng nên nó như cái kem, cái lotion như vậy đây. Mình vỗ lên vùng vơ ve, mình vỗ bên vùng vơ ve, vỗ bên vùng vơ ve nha. Mà vỗ bên vùng vơ ve và mình vứt 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 bên và mình vứt và mình vo 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 vơ mà bắn, vơ mà bắn, vơ mà vị, vơ mà bắn, vơ mà vút vơ, vơ vơ, vơ 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 vơ, vơ mà bắn là vốn băm bính vụt vàng, vốn băm bính vụt vàng là vốn băm bính vụt vàng. À, mình vút vơ, mình vút vơ, vơ vơ vơ, vơ vơ vơ. Nó rất là trắng, nó làm cho da mình sẽ trắng lên, mịn màng lên và sáng lên cái gì nha. Đây quý vị coi, rất là thơm, rất là trắng luôn. Là 490.000 một chai, rất là ok luôn. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em Salo cũng nhờ tư vấn cho vị. Nhanh tay lẹ chân cho mọi người.